Mần gửi tiền gì cho vợ mà giờ kêu nó nuôi lại chẳng nuôi. Sức khỏe của anh tệ hơn hôm trước. Thôi cố gắng lên ha anh, gắng. Trời ơi. Xin kính chào quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh Thương Phạm. Hôm nay Thương Phạm có mua nồi cơm điện với lại xà bông để giúp cho một gia đình, đó là gà con mà nuôi gà trống đó quý vị. Cắm bát út vào. Trời ơi, cái này cho cháu thuận quá. Chào con. Chào anh. Bữa nay sao thấy tàn vậy? Rồi bữa nay, em tới gia đình em có mua cái nồi cơm điện nè, mua nồi cơm điện cho cha con nấu cơm, mà ghé tiệm đó mua người ta tặng luôn cái bịch xà bông, hai món có 400.000 à. Nồi cơm được lít 8. Rồi làm sao bữa nay có đi học con? Dạ không. Bữa nay thứ bảy nghỉ hả? Dạ. Biết nấu cơm điện không? Dạ biết. Bữa nay sao thấy tàn dữ vậy? Hôm bữa em thăm tới nay là cũng gần tháng rồi ha. Rồi có đi khám bệnh không? Có. Không còn đi được, bây giờ đi không được. Đứng lên đi té. Hết được luôn hả? Ừ. Này tao thấy phạch ngực của anh luôn rồi, ốm dữ rồi. Không có phạch ngực, thấy nổi cục luôn kìa. Rồi. Nhà anh không có ghế ngồi, em ngồi đỡ anh trái dừa đi. Rồi rồi bị té. Rồi sao có đi khám bác sĩ nói gì? Bây giờ không biết làm sao. Mà vô chồng thì nó khám nó không nói gì chẳng á. Nó chích được 2-3 ngày gì đó. Nó cho uống thuốc không à. Thấy đi không được nữa rồi. Anh khám cách này bao lâu rồi? Bấu nước con. Cái này nước lạnh hay gì đây anh? Nước lạnh. Đã uống sữa hả? Anh đang uống sữa hay gì? Ừ. Anh xuống dưới đó anh có nhập viện không? Có. Nhập hết mấy ngày? Tuần. Nằm dưới tuần hả? Ừ. Rồi cuối cùng là anh nằm dưới này là bệnh gì mới được? Sao mà nó tê hai cái giò đi không được nè. Rồi bác sĩ chị mình bị bệnh mình bằng cách nào? Chích thuốc không à? Chích ra đâu? Chích mắt cá nè. Chích vô mắt cá hả? Ừ. Còn chích đâu nữa không? Hai bàn đít. Rồi có cho uống thuốc không? Có. Bữa nay thấy sọ cho rồi, có bị nóng cảm gì không? Nóng quá. 2-3 ngày nay. Sao gì 2-3 ngày nay ho nóng quá. Bác Út làm gì con mà chú thấy dán cái miếng giấy ngoài đó vậy? Con nấu cơm rồi á, con để nhà á, rồi bác Út con đi vô á ăn hết cơm của con luôn. Ăn nhiều, ăn mấy lần rồi? Ăn có một lần. Vậy hả? Rồi có ăn hết đồ ăn luôn không? Dạ không, còn để con chưa. Bác Út giàu không mà bác Út ăn kỳ vậy? Dạ không, cũng nghèo. Vậy hả? Sao không cho bác Út ăn? Con cho bé Út nửa phần cơm rồi, là đừng có ăn luôn phần của con. Cuối cùng ăn luôn của con luôn. Rồi sao không gầy, con có đi bắt cá để cho cha ăn không? Dạ có. Không gầy học sao, cô giáo có khen gì không? Dạ không, con không có được tiến bộ. Con thấy con học có nhắm lên lớp như mọi người không? Dạ lên. Lên hả? Nhưng con nhóm con học khá giỏi được không? Dạ toán thì làm giỏi. Đọc thì hơi yếu, hơi chậm. Đánh dần á ha. Dạ. Lớp 2 rồi còn đánh dần mà. Gắng học lên nha con. Dạ. Nhưng mà toán thì con học được phải không? Dạ. Còn môn nào nữa không con? Dạ. Thủ công.
cháu phải nuôi cha, nấu cơm cho cha ăn, tại vì anh em bệnh bệnh này quý vị đã thấy rồi đó, hai cái chân tê đi không được nữa. Anh có thể anh kể lại cái công việc anh trước kia anh mà không có bệnh đó, anh đi bốc vác lúa đúng không? Dạ đúng. Bốc vác làm sao? Vác lúa nhà máy lên, nhà máy lên sấy khô trà, trà sức gạo đi. Anh có kể là anh đi làm hồ gì đó có không? Có. Mà sao anh làm hồi xưa là lúc anh chưa bệnh mà anh làm mấy công việc đó toàn là công việc nặng không đó, bốc vác là toàn là nặng không à? Nhưng mà em có thắc mắc là sao mà anh làm như vậy mà anh không dư tiền để anh sửa chữa nhà hay anh làm này nọ mà như bệnh như ngày hôm nay nè? Làm cũng tích lũy lắm, mà làm rồi thuốc thuốc vô, làm ra được nhiều cái thuốc vô nhiều. Thì trước kia đó anh làm là anh có vợ chưa? Mà gửi tiền gì cho vợ, mà giờ kêu nó nuôi lại chẳng nuôi. Kêu về đây nuôi hả? Ờ. Thì hồi đó lý do sao mà vợ anh lại bỏ anh ha? Đi lên Vĩnh Long á, rồi lên Facebook nè, chat mạng qua mạng lại. Tôi đi làm hồ đâu có biết gì đâu, đi tới chiều gì thì thấy dọn phòng mất tiêu rồi, không có từ giả gì hết. Rồi quần áo này con phải bỏ vô cho gọn nha con, ngăn nắp đàng hoàng nha. Cái nào mình còn xài thì mình để là mình giặt, còn cái nào không còn xài thì mình bỏ riêng cái bao hay gì đó ha. Rồi đây là nhà tắm. Nhà tắm cháu nè, bốn cái cây chuối còn sống á thì che lại vòng vòng. Bệnh viện có đưa thuốc cho anh đúng không? Có. Đưa uống 10 ngày. Anh đi bệnh viện về cách đây mấy ngày rồi? Nửa tháng rồi. À, nửa tháng rồi. Bây giờ còn thuốc uống không anh? Hết rồi. Mà anh uống thuốc ở bệnh viện thấy nó có đỡ gì không? Cũng đỡ đỡ. Nhưng mà giờ đứng lại đi không được nữa rồi. Rồi hôm nay thì em tới gia đình mình cũng có một cái tin vui nha. Thông qua clip lần trước thì em nhận được một số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân tới đây để giúp cho gia đình mình ha, cũng như là số tiền để cho anh đi trị bệnh tiếp theo nha. Thân Phạm xin được đọc danh sách của cô chú Mạnh Thường Quân như sau. Xin rất chân thành cảm ơn số tiền của cô Hương quê Bến Tre sống ở Mỹ, ủng hộ là 200 đô, đổi ra được là 4.720.000. Chị Diễm ở Đài Loan ủng hộ là 1 triệu. Chị Ngọc Quyên ở Mỹ ủng hộ là 500.000. Cô Mạnh Thường Quân giấu tên ủng hộ là 2 triệu. Tổng cộng số tiền là 8.220.000. Rồi Thận có mua là 400.000, gồm có là một cái nồi cơm điện 1.8 lít với lại bịch xà bông. Ở chỗ này là cái tiệm bán này ở nông thôn luôn quý vị, thì bán hai món lượt một luôn, là với cái giá là 400.000 cả hai món. Thì trừ ra là 8.220.000, trừ ra 400.000, số tiền còn lại là 7.820.000. Rồi anh giữ tiền được không? Dạ được. Tiền hôm trước là giữ an toàn không? Dạ được. An toàn phải không? An toàn em trao nha. Dạ. Cũng muốn làm cái sổ tiết kiệm cho anh lắm, nhưng mà ở đây là ở nông thôn quý vị, ngân hàng đây cũng không có nữa. Thôi trao luôn đi. Được phải không anh? Được. Cũng lo thiệt. Thì bây giờ là 7.820.000. Thôi em trao cho anh nha. Tại vì chỗ này là vùng sâu vùng xa, không biết là Thân Phạm mình nhiều khi có tháng trên tháng mới xuống đây được. Rồi 7 triệu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tờ. 14 tờ là 7 triệu là 14 tờ, 820.000, 500, 600, 700, 800, 920.000. Rồi em chào cho anh là 7.820.000 ha. Em cảm ơn rất nhiều nhà tài trợ hảo tâm ủng hộ như em. Chứ này em quyết tâm để làm để trị bệnh cho hết bệnh hay gì để nuôi con á. Cố gắng lên anh ha. Dạ. Cố gắng lên. Tiền này không cần phải trả lại đâu nha. Lần trước thì nói trả tiền. Rồi tiền này là cô chú Mạnh Thường Quân giúp mình.
thương anh với lại con anh, tại vì là con anh nè, phải là 12 tuổi mà học lớp 2 hoài luôn, mà lý do là do mình đèo bồng á, mình đi tới mình đi lui hoài, cháu học cũng không được, rồi cứ lớp 2 học hoài. Rồi bây giờ con còn học lớp mấy? Dạ con học lớp 2. Vậy ha, rồi vừa đi học mà phải vừa nấu cơm lo cho anh, thì chính vì vậy em đặt cái tựa đề là gà con nuôi gà trống đó. Thì cô chú Mạnh Thường Quân rất là thương anh rồi cháu nữa nè. Anh thì nói chuyện cũng cũng hơi cục, cái nghĩa là ở quê á quý vị, nói chuyện không có được mà qua Mỹ như người khác, nhưng mà đây là những cái người mà ở quê rất là thật lòng. Rồi công việc của anh đó là bốc vác lúa, lúc trước kia còn sức khỏe bốc vác lúa mà lúa 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 hột để dành mà trà gạo á, rồi đi làm hồ, rồi sau thời gian đó là bây giờ anh bị vợ bỏ rồi, rồi ở đây còn chỉ có hai cha con vậy đó, thì cháu 12 tuổi vừa đi học vừa lo cho cha vậy đó. Cho nên thông qua các clip lần trước ấy, thì cô chú Mạnh Thường Quân cũng rất là thương, hôm nay gửi một số tiền để giúp cho anh với lại con anh có tiền trang trải trong cuộc sống. Rồi anh cũng cố gắng lên ha, cố gắng lên nha. Dạ, cố gắng. Rồi ở nhà anh cũng phải gắng tập vật lý trị liệu ha, anh cố gắng lần lần đi. Bây giờ có thể anh bước cho khán giả đi coi bước đi anh được không? Được không? Nhắm được, đứng được không? Đứng không được. Hết đứng được luôn hả? À. Nhưng mà anh ở trần thì anh có lạnh không? Không. Sao mà ốc cục nổi hết trơn là sao? Ốc trục nổi trơn à? Thì hôm nay thượng phạm tới đây là thấy sức khỏe của anh tệ hơn hôm trước. Thôi cố gắng lên ha anh, gắng. Trời ơi. Con lấy cái khăn, con lấy cái khăn cho cha. Có khăn không cho cha lau miệng con. Tội quá. Con thấy con về cha con về con có thương cha không? Dạ thương. Tối con ngủ ở đâu? Dạ ngủ bên kia. Bên đây hả? Dạ. Xong rồi con gắng dọn lại cho sạch chỗ nha con. Dạ. Rồi nó gồm gà hết trơn. Thì đây là nồi cơm với lại cái bịch xà bông này con đem xuống dưới cất đi. Con biết xài nồi cơm điện không? Dạ biết. Vậy ha. Chị hẹn hồi con khui ra, chiều nay con khui ra con nấu đi nha. Rồi nồi cơm này còn xà bông á thì con để dành giặt đồ ha. Dạ. Rồi. Tội nghiệp quá cha như vậy đó, con thấy con có lo không? Dạ lo. Con sợ không? Dạ sợ. Sợ sao con kể cho chú nghe coi. Ba con tự tự bệnh rồi đưa vô bệnh viện chữa khỏi rồi về nhà rồi bệnh nữa. Ban đêm anh dễ ngủ không anh? Khó ngủ lắm. Thì bác sĩ có khuyên mình nên đi bệnh viện nữa không? Mình giờ có tiền rồi mình đi ra nữa à. À vậy hả? Mà mình đi phải đi tiếng cao thôi. Vậy thì cái bảo hiểm của mình lên tiếng cao đó mình có chấp nhận được không? Chấp nhận. À vậy thì anh cố gắng lên mà đi ha. Em mới vừa trao cho anh là 7 triệu mấy, gần 8 triệu đó. Thì gắng tranh thủ đây mình đi, tại mình sức cái tuổi của anh cũng còn trẻ mà, còn cố gắng lên được. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 48. Ở 48 thì còn cũng còn trẻ, anh cố gắng lên là được. Mình ở đây thì mình gắng tập lần lần đi nhắc nhắc, đừng để ngồi chỗ một biết nó cái cơ của mình á nó tệ luôn á. Anh gắng đấm bóp đồ này nọ, giống như mình tập vật lý trị liệu ở nhà đó, rồi đi lần lần đại cho cái cơ của mình nó hoạt động lại ha.
Nói chung là thần phạm cũng không biết anh là bệnh gì luôn. Anh đi khám thì bác sĩ nói anh bệnh gì? Không có nói bệnh gì hết trơn á. Vô rồi nó đo cái cụm rồi, rồi nó vô chích thuốc vậy thôi à. Thôi giờ có tiền rồi anh cố gắng lên ha. Cố gắng lên nhờ người thân nào ở đây nè. Rồi chở lên đó để nhờ xe ôm á. Nhờ xe ôm rồi hai người đi. Chở lên đó rồi mình trả tiền cho người ta luôn cũng được ha. Nhờ người đi cho nhanh nha, cố gắng lên nha. Rồi. Thấy hình như là uống nước bị sặc nè, uống nước cũng khó vô nữa, bị khô miệng nữa nè. Bữa nay là nói chuyện không bằng cái video là hôm trước. Thì kính thưa quý vị, nếu mà quý vị nào muốn biết được cái thông tin của anh cụ thể hơn nữa thì cái video lần trước thượng phạm cũng có quay có hỏi cặn kẽ rồi. À, quý bà con nghèo cũng còn rất là nhiều, một ngày thượng phạm đi thăm là 6-7 hoàn cảnh trở lên lận, cho nên thượng phạm cũng không có cái thời gian mà nói chuyện nhiều nữa. Thì kính thưa quý vị, con đem xuống dưới coi con cất đi ha con. Kính thưa quý vị, trước khi khép video lại, thượng phạm xin gửi lời chân thành cảm ơn với số tiền vừa là của cô Hương quê ở Bến Tre sống ở Mỹ, chị Diễm ở Đài Loan, chị Ngọc Quyên ở Mỹ và cô Mạnh Thường Quân giấu tên. Xin rất chân thành cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều, nhờ cô chú Mạnh Thường Quân mà hôm nay thượng phạm tới gia đình của anh cũng như là gà con mà nuôi gà trống giúp đỡ có số tiền để đi trị bệnh. Thì một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ của quý vị là nguồn động lực lớn nhất của thượng phạm. Xin hẹn lại tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị trong clip sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.